Nằm giữa quần thể di tích cổ kính Làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cây cầu đá hơn 200 năm tuổi bắc qua sông Việt Đức đã trở thành một điểm nhấn độc đáo cho không gian văn hóa cổ của làng. Cầu đá Làng Nôm có tuổi đời hàng trăm năm, nằm gần chùa Nôm cổ kính, được đánh giá là một công trình kiến trúc độc đáo còn nguyên vẹn, đẹp nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ. Theo như các cao lão trong làng kể lại, vào thế kỷ thứ 16, cây cầu này được làm bằng gỗ lim. Sau khi trùng tu xây dựng đình Tam Giang, còn thừa quá nhiều đá tảng, đá cây, các cụ và nhân dân trong làng đã quyết định cho xây dựng một cây cầu đá bắc qua sông Nguyệt Đức. Cầu có 9 nhịp, rộng khoảng 2 mét với 27 cột trống, 9 cột ngang. Hai bên thành hầu như còn nguyên vẹn, các mỏm đá dầm cầu hình chữ nhật được chạm trổ vân mây, một họa tiết thường sử dụng trang trí trong kiến trúc cổ. Cho đến hiện tại, cầu đá Làng Nôm đã trải qua 200 năm tuổi, cây cầu này gắn liền với những giá trị văn hóa độc đáo, mang tính lịch sử đậm chất làng quê Việt Nam xa xưa với quần thể cây đa, giếng nước, sân đình. Chân cầu là những cột đá hình trụ, không đều nhau, được đẽo thô để gác dầm cầu. Mỗi dầm cầu được chống đỡ bởi ba cột đá. Nét đặc biệt trong cách xây dựng của cầu đá Làng Nôm là mặt cầu, dầm cầu và chân cầu chỉ gác lên nhau, chứ không có vật liệu liên kết như vôi vữa hay đình ốc như những cây cầu hiện đại. Có thể nói, cầu Nôm như một nét chấm phá tuyệt đẹp vắt ngang sông Nguyệt Đức, tạo nên bức tranh phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Cầu đá Làng Nôm được các nhà nghiên cứu di sản đánh giá là một công trình độc đáo còn nguyên vẹn, chưa từng thấy ở bất cứ làng cổ nào của đồng bằng sông Hồng. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, chẳng biết từ bao giờ cây cầu đá chín nhịp đã trở thành một trong những biểu trưng, một đặc sản của Làng Nôm và chưa từng thấy ở bất cứ làng cổ nào của đồng bằng sông Hồng. Những năm gần đây, cầu đá Làng Nôm là một trong những di tích tham quan thu hút lượng lớn khách du lịch ghé thăm. Ngoài cầu đá cổ, Làng Nôm hiện còn lưu giữ được 3 giếng cổ có tuổi đời hàng nghìn năm và được coi như tài sản quý của người dân nơi đây. Bên trong giếng, các lớp gạch xếp chồng lên nhau, dưới phần cổ giếng, miệng giếng có nắp đậy. Thành giếng cũng là phiến đá cổ nguyên phiến. Nước giếng quanh năm trong, mát và không bao giờ cạn. Vào những dịp lễ, nhiều du khách mỗi khi có dịp về Hưng Yên đều không quên tìm đến Làng Nôm để lưu lại kỷ niệm bên những hiện vật cổ độc đáo.